Realme 9 5G được cho là có màn hình tốc độ làm tới 90Hz. Realme 9 5G được cho là đang trong quá trình hoạt động. Realme vẫn chưa đưa ra thông báo về sự xuất hiện của Realme 9 5G. Nhưng các thông số kỹ thuật của chiếc điện thoại này đã xuất hiện trực tuyến. Điện thoại thông minh Realme sắp tới được cho là có màn hình tốc độ làm tới 90Hz và được cung cấp bởi chipset MediaTek Dimensity 810. Hơn nữa, nó có thể có cụm 3 camera phía sau với cảm biến chính 48 megapixel. Chiếc điện thoại này được cho là một phần của dòng Realme 9 Pro. Thông số kỹ thuật Realme 9 5G, dự kiến, người mách nước nổi tiếng Yozef Bra đã trích các thông số kỹ thuật chính của Realme 9 5G. Theo giới thạo tin, điện thoại Realme sắp ra mắt sẽ chạy trên Android 12 mới ra mắt và có màn hình 6,5 inch Full HD cộng với tốc độ làm mới 90Hz. Như đã đề cập, chiếc điện thoại này được cho là sẽ được trang bị chipset MediaTek Dimensity 810 5G kết hợp với RAM lên tới 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Theo giới thạo tin, Realme 9 5G sẽ có hai cấu hình RAM và bộ nhớ RAM 6GB cộng bộ nhớ 64GB và bộ nhớ RAM 8GB cộng bộ nhớ 128GB. Bộ 3 camera phía sau của điện thoại thông minh được cho là bao gồm cảm biến chính 48 megapixel cùng với cảm biến độ sâu 2 megapixel và cảm biến macro 2 megapixel. Đối với ảnh tự chụp, Realme 9 5G được trang bị camera 16 megapixel. Hơn nữa, chiếc điện thoại này được cho là có bộ loa âm thanh nổi và cảm biến vân tay gắn bên cạnh. Theo giới thạo tin, Realme 9 5G sẽ đi kèm viên pin 5000mAh với hỗ trợ sạc 18W. Realme 9 5G được đồn đại là một phần của dòng Realme 9 Pro. Dòng sản phẩm được xác nhận sẽ bao gồm Realme 9 Pro và Realme 9 Pro cộng. Ngày ra mắt tại Ấn Độ của bộ truyện được ấn định vào ngày 16 tháng 2. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!